chào các bạn nha. Đi nay mình vô cái điều quan có ông anh tên giới thiệu vô điều quan nha các bạn. Mình vô mình mới dạng lỗ xong mới ấy xong rồi để mồi nha. Mồi 5 phút sau mình lạnh đó. Đó, mất bò mình lạnh đó nha. Lạnh rồi là khoảng 15 phút luôn. Chấm nước vào thôi. Ôi, con cá nó ngọt. Còn dình luôn. Mất lặng. Lắm mình em ơi. Hết lặng. Lắm mình em ơi. Lắm mình em trời ơi. Ăn không ngon thì cần máy. Ừ.
Đó. Rồi. Cũng lọc. Cũng lọc rồi em ơi. Ngon luôn. Sóc đâu thẳng trời ơi bẫy quá cá nó lôi sức lưỡi luôn rồi mọi người, vậy gắn được khác nha mọi người, chào mọi người nha, hẹn mọi người lại gặp lại clip sau, bye bye.